Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Gặp gỡ cựu chiến binh ở Hưng Yên tham gia chiến dịch Thành cổ Quảng Trị. Bắc Ninh khai mạc chuyên đề Trường Sơn con đường huyền thoại. Xã Gia Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình phát triển kinh tế từ cải tạo vườn tạp. Ngày sách Việt Nam ở Nam Định giúp phát triển văn hóa đọc. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh chống Mỹ đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng những trận đánh huyền thoại tại chiến trường Quảng Trị luôn là ký ức khó phai trong cuộc đời của những chiến sĩ từng tham gia chiến dịch tiến công giải phóng thị xã Quảng Trị. Nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một số cựu chiến binh, những người chiến sĩ đại diện cho thế hệ trẻ Hưng Yên ngày đó xung phong lên đường chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị với tinh thần quả cảm, góp phần viết nên khúc tráng ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Ông Lương Văn Bảo, Lê Quang Tị, Phạm Tiến Công và ông Chu Đức Hình ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ đều là những chiến sĩ từng tham gia trận chiến 81 ngày đêm ác liệt bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trong câu chuyện của họ, ký ức về những trận đánh rực trời máu lửa, không màng tính mạng, nguyện đánh đổi sự sống của mình cho độc lập, thống nhất đất nước vẫn còn in sâu trong tâm trí. Cả một cái chiến trường chỉ còn một cái đống vụn nát, nhà cửa không còn, bom Mỹ thả, hạm đội 7 bắn vào, không ngơi tí nào. Đấy, anh em phải ăn ngủ dưới hầm. Nhiều khi thổi cơm rồi mà cũng không được ăn. Đích lúc đó là chủ yếu làm thế nào diệt được quân thủ, giữ được đất của thành cổ. Đấy là cái điều mong nhân đức của tất cả các anh em quân giải phóng. Tinh thần quả cảm của ông Bảo lúc đó còn được phóng viên ảnh chiến trường Đoàn Công Tính của Thông tấn xã Việt Nam ghi lại. Bức ảnh có tiêu đề "Bị thương vẫn không rời trận địa", chụp ông Bảo bị thương nặng, vải trắng quấn quanh đầu, nhưng nét mặt rất bình thản, tay vẫn không rời súng, đôi mắt sáng nhằm thẳng phía quân thù. 81 ngày đêm trên chiến trường thành cổ Quảng Trị, ngày nào bom đạn, pháo kích cũng gầm xé thành cổ, nhưng ông Bảo và các đồng đội vẫn kiên cường chiến đấu. Đây là bức ảnh nụ cười chiến thắng dưới chân thành cổ Quảng Trị, chụp những chiến sĩ trẻ đều ở độ tuổi 20 đang ngồi trước một đống đổ nát với cảnh tượng hoang tàn sau những trận pháo kích ác liệt của kẻ thù. Dù biết rằng mình đang ở nơi mà cái chết gần hơn sự sống, nhưng họ vẫn ngời sáng lên niềm tin chiến thắng và nở nụ cười thách thức với bom đạn của kẻ thù. Một trong số những chiến sĩ trong bức ảnh là ông Hoàng Văn Thông, quê ở xã Trung Hưng. Ông Thông chia sẻ, đó là khoảnh khắc sau trận đánh. Từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9, chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị, máu xương hàng nghìn chiến sĩ đồng đội của ông đã đổ xuống, thấm đẫm lên từng nhành cây, ngọn cỏ, hòa vào từng nắm đất ở nơi đây. Bản thân ông Thông cũng đã bị thương trong lúc đang đứng chốt. Những người mà lọt được vào trong thành cổ là hơi hiếm, vì từ ở trong thành hãn đưa được đến lên, bay, bom, rồi đạn. Nó quần ở cái bờ sông Thạch Hãn, từ bên kia sông sang bên này là suốt ngày rồi. Nhiều khi anh em chúng tôi chưa kịp hỏi tên nhau thì đã hy sinh rồi. Mỗi chốt chúng tôi đều với tinh thần là sẵn sàng hy sinh để chiến đấu bảo vệ thành cổ. Những chiến sĩ từng tham gia chiến trường Quảng Trị may mắn được trở về quê hương, nhưng phần lớn họ đều để lại một phần xương máu nơi chiến trường, bị nhiễm chất độc da cam. Tuổi trẻ sôi nổi, ý chí kiên cường và tinh thần quả cảm của những người lính ở tuổi 20 ngày ấy đã làm nên một khúc tráng ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và chính những kỷ niệm, kỷ vật trong những năm tháng hào hùng của họ đã trở thành động lực, tiếp thêm sức mạnh để thế hệ trẻ nỗ lực phấn đấu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tươi đẹp hôm nay. Huyện đoàn Gia Viễn phối hợp với Hội cựu chiến binh huyện, Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị bắt tù đầy tỉnh Ninh Bình tổ chức diễn đàn, nhớ lời di chúc theo chân Bác và giao lưu nhân chứng lịch sử. Diễn đàn là dịp để các đại biểu, các em học sinh hiểu rõ hơn lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, nhất là 30 năm gian khổ hy sinh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước. Qua những hình ảnh câu chuyện thấm đẫm lý tưởng, ý chí quật cường và niềm tin chiến thắng của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại trại giam Phú Quốc sẽ tiếp thêm lửa cho thế hệ trẻ để không ngừng nỗ lực phấn đấu, cố gắng học tập, lao động sản xuất, góp sức mình xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Đây là một trong những hoạt động của huyện đoàn Gia Viễn nhằm giáo dục lý tưởng sống, khát vọng cống hiến vì cộng đồng cho đoàn viên thanh niên.
hướng tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 60 năm ngày mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh và ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn. Mới đây tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề Trường Sơn, con đường huyền thoại. Buổi trưng bày đã giới thiệu đến công chúng trên 500 hiện vật tư liệu hình ảnh, phản ánh về hoạt động của cán bộ chiến sĩ nhân dân Bắc Ninh, từng trực tiếp tham gia chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn. Với những hiện vật phong phú, phòng trưng bày sẽ tái hiện lại quá trình hình thành và phát triển của đường Trường Sơn theo các giai đoạn thời kỳ lịch sử, tinh thần chiến đấu dũng cảm kiên cường và sức sáng tạo phi thường của cán bộ chiến sĩ thanh niên xung phong tham gia chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn, qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân ta, từ đó không ngừng nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, phấn đấu học tập để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Đây cũng là dịp để hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của bộ đội Trường Sơn, cùng nhau chia sẻ những kỷ vật mà mình còn lưu giữ được và tưởng nhớ tới những người đồng đội đã ngã xuống. Theo kế hoạch, phòng trưng bày sẽ mở cửa từ nay đến hết tháng 5 năm 2019. Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam phối hợp với xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Vũ Thị Trường, là thân nhân của liệt sĩ Vũ Hữu Nghị. Tham gia phục vụ trên chuyến tàu không số, trên đường làm nhiệm vụ, liệt sĩ Vũ Hữu Nghị đã hy sinh ở biển Đà Nẵng. Gia đình liệt sĩ chỉ còn người em gái là bà Vũ Thị Trường, hiện đang còn sống, thờ phụng liệt sĩ, nhưng hoàn cảnh rất khó khăn. Được sự giúp đỡ của cấp ủy chính quyền và sự tài trợ của các nhà hảo tâm, ngôi nhà tình nghĩa đã được khởi công. Sau gần 6 tháng xây dựng, căn nhà đã hoàn thiện với diện tích sử dụng 110m2. Tổng kinh phí xây dựng hơn 400 triệu đồng, trong đó Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân hỗ trợ 70 triệu đồng, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn trao tặng 10 triệu đồng. Tại buổi bàn giao nhà tình nghĩa, đại diện của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã trao tiền và quà cho gia đình bà Vũ Thị Trường. Đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là sự tri ân của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với gia đình người có công với cách mạng. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, một trong những tiêu chí xuyên suốt trong xây dựng nông thôn mới đó là nâng cao thu nhập cho người nông dân. Vì vậy, chính quyền xã Gia Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã vận động bà con cải tạo vườn tạp, đưa các loại cây phù hợp có giá trị kinh tế cao vào trồng. Mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2015 đến năm 2020 có 50 hectare vườn tạp được cải tạo, hiệu quả kinh tế đạt khoảng 200 triệu đồng một hectare một năm. Hiện nay, xã Gia Sơn đang tập trung cao thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với mục tiêu tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, nâng cao thu nhập cho người dân. Do vậy, chủ trương cải tạo vườn tạp được chỉ đạo tích cực. Năm 2015, khi mới triển khai thì chỉ có 10 hectare, nhưng đến nay đã hình thành 21 mô hình. Chủ yếu là các loại cây như bưởi, mít thái, cam, quýt, chăn nuôi gà. Từ thói quen tập tục sản xuất manh mún nhỏ lẻ theo lối tự cung tự cấp, người nông dân đã dần đưa sản phẩm của mình tới những thị trường lớn hơn theo hình thức liên doanh, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm. Phát triển kinh tế vườn có vai trò quan trọng trong việc sử dụng hiệu quả đất đai, lao động, tài nguyên sẵn có và góp phần nâng cao thu nhập cho các gia đình. Với mục tiêu phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, từ năm 2017, tỉnh Nam Định đã hỗ trợ hơn 30 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nông sản thực phẩm sạch, liên kết để thành lập Hiệp hội Nông nghiệp sạch tỉnh. Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, Hiệp hội đã tích cực giới thiệu quảng bá tiềm năng hàng hóa dịch vụ của các cơ sở sản xuất kinh doanh với các đối tác trong và ngoài tỉnh, đẩy mạnh sản xuất, tạo số lượng lớn sản phẩm hàng hóa an toàn, cung cấp cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, hầu hết các sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ mới chỉ được phân phối chủ yếu thông qua các siêu thị, trung tâm, cửa hàng nông sản, thực phẩm sạch mà chưa được tiêu thụ phổ biến trên thị trường. Sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ có giá thành sản xuất cao nên giá bán cũng cao hơn so với các sản phẩm nông nghiệp thông thường nên khó cạnh tranh. Trong khi người tiêu dùng chưa tin tưởng và khó phân biệt được đâu là sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Rào cản lớn nhất trong phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ ở tỉnh ta hiện nay, đó là quy mô sản xuất chủ yếu là nông hộ tự phát, manh mún. Tình trạng thiếu hiểu biết về quy định, trách nhiệm sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ hướng tới bảo đảm cung cấp sản phẩm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng của nông dân cũng đang là một trở ngại không nhỏ cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian tới, tỉnh ta chủ trương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư lớn vào sản xuất nông nghiệp, tiếp tục xây dựng và triển khai toàn diện các nội dung trong chương trình hợp tác song phương giữa tỉnh ta và các tỉnh Ibaraki, Miyazaki, Fuku, Nhật Bản, phát triển nguồn nhân lực về khoa học kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao và khoa học quản lý, xây dựng và ban hành cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong nước và hướng tới xuất khẩu. Năm 2018, Hà Nam đã triển khai xây dựng hai mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ sông trong ao với tổng diện tích ao nuôi là 5,8 ha. Lần đầu được triển khai trên địa bàn tỉnh, mô hình nuôi cá sông trong ao không chỉ cho năng suất cao, bình quân đạt 15 tấn một bể nuôi, tương đương với 30 tấn một hectare, gấp từ 5 đến 6 lần năng suất nuôi truyền thống, mà còn cho chất lượng sản phẩm rất tốt và đạt an toàn vệ sinh thực phẩm. Hệ thống sông trong ao có thể chủ động sử dụng nguồn nước tại chỗ, không phụ thuộc nhiều vào nguồn nước cấp bổ sung, nước trong ao không cần thay thế mà có thể sử dụng tuần hoàn liên tục nhiều năm, từ 8 đến 10 năm. Khắc phục được tình trạng khó khăn về nguồn nước cấp của nhiều vùng nuôi trồng thủy sản hiện nay. Thay vì phải thay nước, hệ thống này không thay và thải nước ra ngoài, tránh được lây lan mầm bệnh sang các ao nuôi khác và ra môi trường xung quanh. Tuy nhiên, mô hình nuôi cá sông trong ao cũng đòi hỏi một số yêu cầu, điều kiện cao hơn nuôi thông thường, đó là yêu cầu về diện tích ao nuôi lớn tối thiểu 5.000 m2, độ sâu mực nước tối thiểu 2 m mới xây được một bể nuôi. Vị trí ao nuôi, cơ sở hạ tầng như giao thông, điện yêu cầu cao hơn nuôi thông thường, suất đầu tư lớn khoảng từ 700 đến 800 triệu đồng một bể nuôi, trong đó chi phí xây dựng, máy móc, thiết bị khoảng 200 triệu đồng một bể, chi phí vận hành, vật tư, thức ăn con giống từ 500 đến 600 triệu đồng một bể. Trình độ kỹ thuật quản lý của người nuôi cao hơn, việc tuân thủ quy trình kỹ thuật vận hành nghiêm ngặt. Ngoài ra, do hệ thống vận hành liên tục, cần phải bảo dưỡng thường xuyên, nên bắt buộc phải có máy phát điện, thiết bị dự phòng để thay thế khi gặp sự cố. Trên cơ sở những kết quả bước đầu từ mô hình điểm, ngành nông nghiệp sẽ tổ chức đánh giá và rút kinh nghiệm cụ thể để áp dụng cho các mô hình tiếp theo được nhân rộng trong năm 2019. Những năm gần đây, nhiều hộ dân của huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã tích cực đầu tư kinh phí, cải tạo diện tích mặt ao để nuôi thả thủy sản mà lại hiệu quả kinh tế cao. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của toàn huyện Tiên Lữ đạt 458 ha với trên 2.000 hộ nuôi. Các địa phương có diện tích mặt ao lớn là các xã Hưng Đạo, Dị Chế, Minh Phượng và khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại hai xã Trung Dũng và Hải Triều. Hầu hết các mô hình nuôi trên địa bàn đều tiến hành nuôi khép kín, từ khâu cá giống đến cá thương phẩm. Để khai thác hiệu quả mặt nước, nhiều hộ dân còn tích cực học hỏi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất như mô hình sen canh lúa cá, mô hình ao nổi, nuôi cá sông trong ao. Năm 2018, tổng sản lượng thủy sản toàn huyện Tiên Lữ đạt 3.733 tấn, cho giá trị 117 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2018-2019, toàn tỉnh Hà Nam có 9.700 học sinh lớp 9 học tại 118 trường trung học cơ sở. Theo kế hoạch, chương trình giáo dục chung đến thời điểm này, các trường trung học cơ sở đang tích cực tổ chức dạy ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông cho học sinh lớp 9. Trong thời gian học ôn, học sinh lớp 9 được tham gia một số kỳ kiểm tra đánh giá kiến thức do các trường tổ chức nhằm thực hiện chủ trương phân luồng học sinh của tỉnh trong năm học 2018-2019. Các trường có kế hoạch tổ chức họp phụ huynh học sinh lớp 9 để thông báo tình hình học tập, thi cử của học sinh và tuyên truyền định hướng cho phụ huynh về vấn đề nghề nghiệp đối với con em họ, từng bước thay đổi tư duy nhận thức trong học nghề, chọn nghề. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông các khối chuyên sẽ được tổ chức từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5. Khối không chuyên diễn ra trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 6 năm 2019. Kết quả tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2019 là cơ sở để Hà Nam thực hiện mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo sơ cấp, trung cấp. Những năm trở lại đây, sự phát triển nhanh chóng của Internet và các trang mạng xã hội đã thay đổi thói quen sống của một bộ phận lớn người dân Việt Nam, trong đó có cả văn hóa đọc sách. Với việc tổ chức Ngày sách Việt Nam hàng năm tại tỉnh Nam Định là một trong những giải pháp thiết thực nhằm cải thiện và nâng cao ý thức đọc sách của người dân, đặc biệt là đối với giới trẻ hiện nay. Qua 3 năm tổ chức, Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định đã trở thành hoạt động thường niên, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, lan tỏa tình yêu sách, duy trì và phát triển văn hóa đọc trên đất học Thành Nam.
được tổ chức vào ngày cuối tuần và ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Ngày diễn ra, Ngày sách Việt Nam đã đón nhiều khách đến tham quan và mua sách. Các đầu sách ở đây được bày bán khá đa dạng, giúp độc giả có cơ hội tìm hiểu, tiếp cận thông tin và tùy theo sở thích, thiên hướng, độ tuổi để tìm cho mình những ấn phẩm phù hợp. Với sự quan tâm của độc giả tăng dần so với mỗi năm, có thể dễ dàng nhận thấy Ngày sách Việt Nam tỉnh Nam Định đang phát huy hiệu quả rất tốt, đem lại những tác động tích cực đến cộng đồng. Sau những dấu hiệu khởi sắc đầy triển vọng này, chúng ta có thể kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng của văn hóa đọc sách nói riêng và nền sách Việt Nam nói chung. Trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, thói quen đọc sách ở một bộ phận người dân đã bị giảm đi phần nào. Tuy nhiên, tại thôn Phú Cốc, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên vẫn thu hút rất đông người dân đến tìm hiểu nghiên cứu. Sở dĩ có được điều này là nhờ ngoài nguồn sách do Thư viện tỉnh cung cấp được luân chuyển hàng năm, thôn còn vận động người dân tích cực chia sẻ đóng góp sách cho tủ sách. Hiện tại, tủ sách của thôn có gần 400 đầu sách, báo, tạp chí. Ngoài những sách hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, canh tác, những sách về sức khỏe, pháp luật, văn học được đông đảo người dân tìm đọc. Theo thống kê của thôn, trung bình có gần 1.000 lượt người mượn sách, đọc sách hàng năm. Các độc giả chủ yếu là thanh thiếu niên, người cao tuổi. Số lượng độc giả tăng cao nhất là những tháng học sinh nghỉ hè. Nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của việc biết bơi đối với phòng chống đuối nước trong môi trường sông nước, những năm gần đây, nhiều địa phương trong toàn tỉnh Nam Định đã có sự chỉ đạo, phối hợp đồng bộ cùng ngành giáo dục và đào tạo, tổ chức phổ cập dạy bơi cho học sinh trong dịp hè. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh được học bơi trên địa bàn chưa nhiều, chất lượng đào tạo còn chưa đi vào thực chất, nhiều nơi làm theo phong trào thành tích. Để phòng tai nạn đuối nước, bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng cùng bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đưa ra khuyến cáo để các bậc phụ huynh quan tâm đến đuối nước cho con em mình, nhưng không được để con em tắm bơi ngoài sông suối mà không có người lớn biết bơi đi kèm. Không để các em chơi đùa nghịch quanh ao, hồ nước, hố sâu, hố vôi, đang tôi để tránh bị ngã rơi xuống hố. Nhà ở gần sông, nước, ao hồ cần làm cửa chắn và rào canh nhà, lấp kín các hố, rãnh nước sau khi sử dụng. Nên có người lớn đưa đi học trong mùa mưa bão, đặc biệt khi phải đi qua kênh mương và sông. Thưa quý vị và các bạn, hè đến dư luận lại chứng kiến các vụ đuối nước thương tâm mang đến nỗi đau cho nhiều gia đình. Nỗi lo đuối nước trong dịp hè luôn thường trực, đòi hỏi sự quan tâm và chung tay đẩy lùi của cả xã hội. Trẻ em, thanh thiếu niên không có địa điểm để tập bơi do ao hồ bị san lấp, hoặc có thì cũng ô nhiễm là thực trạng chung ở nhiều địa phương. Trẻ không biết bơi, gia đình lại chủ quan trong quản lý trông nom là những nguyên nhân chính dẫn tới đuối nước. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 3 năm gần đây, từ năm 2016 đến năm 2018, tỉnh ta có 56 trường hợp bị tử vong do đuối nước. Năm 2017 cao nhất với 23 em. Trong 4 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã có 3 trẻ bị tử vong do đuối nước. Phòng chống đuối nước ở trẻ thì cũng cần phải có cái sự vào cuộc của tất cả các ngành, như giáo dục, đoàn thanh niên, nhất là đối với cả gia đình thì cũng phải thường xuyên có cái sự giám sát. Trẻ em vốn hiếu động, chưa nhận thức được những nguy hiểm rình rập khi vui chơi, bơi lội ở khu vực ao hồ. Nếu không biết bơi và không có sự quản lý chặt chẽ từ phía gia đình thì có nguy cơ xảy ra đuối nước. Vì thế, các gia đình cần cho con em mình đi học bơi và các kỹ năng phòng chống đuối nước, đồng thời chủ động rào chắn ở khu vực ao hồ quanh nhà mình. Các địa phương quan tâm đầu tư, huy động xã hội hóa để xây dựng, cải tạo các ao bơi, bể bơi cho trẻ đến học bơi và nhân rộng các mô hình dạy bơi miễn phí để ngày càng có nhiều trẻ biết bơi để tự bảo vệ mình. Để chủ động phòng chống ứng phó kịp thời với thiên tai, huyện Sa Viễn, tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương đẩy nhanh các công trình đầu mối trọng điểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tuyến đê, kè cống và bảo vệ tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân. Hệ thống đê và các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Sa Viễn đã được đầu tư sửa chữa nâng cấp, đủ khả năng chống lũ theo mực nước thiết kế, đảm bảo an toàn, đáp ứng được yêu cầu phòng chống lụt bão. Tuy nhiên, trước diễn biến bất thường của thời tiết khi mực nước lũ từ báo động 3 trở lên thì hiện tượng thẩm lậu, sạt trượt vẫn có thể xảy ra. Do vậy, các địa phương luôn chủ động tích cực kiểm tra để xử lý kịp thời các sự cố. Cùng với đó, Sa Viễn đẩy mạnh tuyên truyền để các địa phương và nhân dân chủ động các phương án theo phương châm 4 tại chỗ.
Mặc dù chưa bước vào mùa mưa bão, nhưng tại bãi sông Kinh Thầy thuộc địa bàn thôn Phương Quất, xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Theo người dân địa phương, nguyên nhân của sự sạt lở này là do tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra lén lút ở khu vực này trong một thời gian dài. Đến nay, số diện tích đất bãi sông chuyên trồng dâu và sắn dây của bà con nông dân bị mất đi đã lên đến 40.000 m2. Để bảo vệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngoài bãi sông của nhân dân thôn Phương Quất, Ủy ban Nhân dân xã Lạc Long đã phải dựng từ 3 đến 5 lán trại ngoài bãi sông để ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép. Đồng thời, cắm hàng lưới tre dài tới gần 200 mét ở dưới sông để ngăn chặn tàu vào khu vực bãi sạt lở hút cát. Theo Ban chỉ đạo phòng chống khai thác cát trái phép các địa phương, hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép trên một số tuyến sông có chiều hướng gia tăng trở lại và diễn biến phức tạp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.